Xin hỏi, hôm nay cô tìm cháu có chuyện gì ạ? Hôm nay tôi tìm cô đến là hy vọng cô rời khỏi Thiên Lãng, không bao giờ gặp lại nó. Chắc cô có hiểu lầm gì rồi. Cháu và Thiên Lãng không như cô nghĩ đâu. Tôi không muốn nghe cô giải thích. Cô không cần thiết phải vậy. Tôi là mẹ kế của Tuyết Tinh và Thiên Lãng, đây là trách nhiệm của tôi. Cũng là một người phụ nữ đã ly hôn, số phận được gả vào nhà họ Đoàn. Cô cũng đúng. Tôi cũng đã từng ly hôn. Tôi nghĩ như cô cũng biết. Đến bây giờ, Tuyết Tinh và Thiên Lãng vẫn chưa chấp nhận tôi. Tôi cũng chỉ vì nhà họ Đoàn làm vô điều kiện. Mấy năm nay, việc gì tôi cũng phải suy nghĩ, lo lắng cho người nhà. Như thế thôi. Có người vẫn cho rằng tôi được gả vào nhà họ Đoàn là một ân huệ trời ban. Thời gian lâu dần cũng chỉ là do tôi ngộ nhận mà thôi. Tôi kể cho cô nghe những chuyện này. Cô ghét tôi cũng được, bất bình cũng được. Nếu có ngày nào đó cô thật sự được vào Đoàn gia, cô cũng cần phải làm như vậy. Cháu không biết phải nói thế nào để an ủi cô. Tôi không cần cô phải an ủi tôi. Chúng ta lại nói về Thiên Lãng đi. Nếu cô tiếp tục ở bên Thiên Lãng thì tất cả những gì nó có được ngày hôm nay, tình thân, lý tưởng, hoài bão của nó, cô có biết không? Nó là một tài năng kinh doanh, nó là niềm tự hào lớn nhất của ba nó. Cô không thể suy nghĩ cho nó sao? Chúng cháu vẫn chưa đến với nhau mà. Nhưng mà cô có thích nó. Xin lỗi, cháu không có cách nào kìm nén tình cảm của mình. Những câu tôi nói với cô vừa rồi là với tư cách người đã trải qua rồi, khuyên nhủ cô. Nếu cô thật sự không nghe, vậy thì tôi cũng cảm ơn cô đã nói với cháu những câu ấy. Nhưng mà như vậy không giống cô lắm. Cô có thể trực tiếp đối phó với cháu. Sao lại nói với cháu chuyện riêng của cô? Bởi vì có người nói với tôi, cô là bạn của Hân Hân. Hân Hân, cháu nội của bà. Nhưng mà cháu, là Thiên Lãng à? Cô nghe đi. Alo. Bây giờ em đang có việc không tiện nghe, để sau nói đi. Thanh Linh, tôi hy vọng cô suy nghĩ cho kỹ, cho tôi một câu trả lời vừa lòng nhất. Tôi đi trước đây. Đợi đã. Có chuyện này tôi muốn mạo muội hỏi bà. Cô muốn hỏi chuyện gì? Mùi nước hoa trên người của bà là từ đâu ra vậy? Là nhãn hiệu gì vậy? Cô hỏi chuyện này để làm gì? Tôi biết loại nước hoa này, chỉ là hình như nó không được bán trên thị trường. Cô từng ngửi được ở đâu vậy? Tôi đã từng ngửi thấy ở chỗ một người bạn. Có lẽ là ở chỗ cô Hân Hân rồi. Bà còn chưa trả lời tôi mà. Áp lực cuộc sống của bà ấy tại nhà họ Đoàn nhất định rất là lớn. Bà nội, con về rồi. Sao không nói tiếng nào đã ra ngoài rồi? Có phải là đi gặp Thiên Lãng không? Bà nội, sao tự nhiên bà lại không thích Thiên Lãng vậy? Không phải, bà không thích Thiên Lãng. Bà nội không muốn con được gả vào gia đình giàu có đó. Bà hy vọng thanh tinh của bà sống những ngày tháng bình dị. Bà nội à, không phải bà đã nói, có lẽ con vốn chỉ chính là một người không bình thường. Con là một nhà điều chế nước hoa thiên tài đó.
càng không bình thường thì nước mắt càng nhiều. Bà nội, trên thế giới này có phải không phải chỉ có một bình nước hoa vĩnh hằng không? Con nói gì? Hôm nay con đã ngửi thấy mùi hương của vĩnh hằng. Ở đâu vậy? Con ngửi thấy ở đâu? Con nếu nói với bà nội mình đã gặp mẹ kế của Thiên Lãng, bà nhất định sẽ lo lắng. Không được, không được nói. Con chính là đã ngửi ở trên phố, con cũng không biết là của ai. Chắc bà đói rồi phải không? Con đi nấu cơm cho bà. Lẽ nào Tu Nam Trường Nhạc, đây là ám thị mà con gửi cho mẹ sao? Giờ rồi sao? Về rồi. Đây, cảm ơn. Nói chuyện thế nào rồi? Dù sao những điều cần nói em đã nói hết rồi. Cô ta nói cần suy nghĩ một chút. Chúng ta cứ cho con bé thời gian vài ngày. Nếu chúng vẫn kiên quyết gặp nhau, tôi sẽ cắt đứt Thiên Lãng, khiến nó không tiền không quyền, chịu chút khổ cực liền biết lợi hại thế nào. Ông vì một người ngoài có đến mức phải đối xử với Thiên Lãng như vậy không? Tôi chính là vì Thiên Lãng mới không thể không làm như vậy đó. Tôi cảm thấy con bé Thanh Linh rất thông minh. Tôi nghĩ nó sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Các cậu đi tìm Thanh Linh rồi sao? Không thể sao? Các cậu dựa vào cái gì? Là con thích cô ấy, là con đang đeo đuổi cô ấy. Bà đối xử với cô ấy như vậy là đã rất khách khí rồi. Đây là bản kế hoạch mà con chỉnh sửa lại theo ý kiến của Thanh Linh. Từ đây về sau, con không liên quan gì đến chuyện này nữa. Con có thái độ gì vậy? Thái độ của con chính là như vậy đó. Nếu bà cảm thấy con vừa mắt, con lập tức chuyển ra ngoài. Thiên Lãng, Tu Nam, Thiên Lãng, để nó đi. Ông thật là Thiên Lãng à? Thiên Lãng, con đang làm gì vậy? Có chuyện gì từ từ rồi nói. Vậy xem điều bộ của ba con, con còn có thể từ từ nói với ông ấy sao? Ông ấy bị cao huyết áp, vậy con càng không nên sống cùng với ông ấy trong một ngôi nhà. Tránh sau này ông ấy dành cái con là tức giận cao huyết áp. Con không thể hiểu cho ông ấy một chút sao? Vì Tu Nam, gì đừng nói nữa, con không muốn nghe. Con biết vì đi tìm Thanh Linh nhất định là ý của bà. Vì con chỉ làm theo lời của ông ấy, nhưng như vậy không có nghĩa là con không trách gì. Thiên Lãng, con nghe dì Nam nói vài câu đi. Chuyện của con và Thanh Linh, cả nhà đều có ý phản đối. Cho dù hai con có kết hôn rồi, Thanh Linh đến nhà của chúng ta, những ngày tháng sau này của con bé cũng không dễ sống. Cũng phải nhìn sắc mặt của người khác mà làm. Vì nghĩ con sẽ không đồng ý để con bé sống một cuộc sống như vậy phải không? Vì nói rất đúng. Vừa hay con chuyển ra ngoài. Vì không có ý đó đâu. Thiên Lãng à, Thiên Lãng, cho em thêm một chút nữa. Vừa rồi ăn cơm tối, anh không thấy Thiên Lãng. Cô ấy chưa về sao? Thanh niên si tình, bỏ nhà ra đi vì tình yêu rồi. Sao cơ? Thiên Lãng bỏ nhà ra đi. Dù lớn như vậy, không phải Thanh Linh đã quyết định muốn ở bên Thiên Lãng rồi đấy chứ? Bỏ đi, cứ để nó ở bên ngoài vài ngày. Đợi nó chịu không được nữa, em sẽ tìm nó về. Tại sao phải tìm nó về? Phí lời, nó là em trai của em. Em chắc chắn là cậu ấy vẫn coi em là chị gái chứ? Đều tại Hoa Thanh Linh. Một đứa em trai tốt như thế là sắp biến thành kẻ thù rồi. Đồ ngốc. Đây chính là cơ hội của em đó. Có ý gì? Nếu Thiên Lãng cứ mãi đối đầu với ba, vậy người duy nhất mà ba có thể tin tưởng chỉ còn lại mình em mà thôi. Sao em lại không nghĩ ra chứ? Ông xã, anh thật thông minh. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Đầu tiên, em không được chủ động đi tìm Thiên Lãng về. Thời gian cậu ấy rời nhà càng dài, càng có lợi cho em.
Sau đó em phải tích cực thể hiện bản thân trước mặt ba em. Ba, sao con lại phát cái bụng này tới đây rồi? Đinh Hải đâu? Đang trông nom chỗ trung tâm thương mại rồi. Con đến tìm ba có chút chuyện. Con vừa nói có chuyện, ta liền thấy căng thẳng rồi. Ba, ba đừng có trêu con nữa. Con có chuyện rất là quan trọng muốn bàn bạc với ba đó. Có liên quan đến Thiên Lãng. Thằng nhóc này. Ba, ba có biết tối qua Thiên Lãng ở đâu không? Ta có hỏi. Nó ở trong khách sạn. Hôm nay cũng đến làm việc rồi. Ba, ba cũng biết gần đây Thiên Lãng đặt lợi ích của tập đoàn dưới tình cảm cá nhân. Dạo này cũng không phát triển dự án mới cho tập đoàn. Không ít cổ đông đã lên tiếng phản đối rồi. Đợi cuộc họp hội đồng quản trị lần sau, nếu Thiên Lãng vẫn không nhận được sự thông cảm của mọi người, vậy thì ta sẽ cách chức của nó. Ba, ba xem cái này đi. Con vô tình thấy được cái này. Đinh Hải đã làm một bản kế hoạch, con thấy rất ổn. Con nghĩ là có thể thực hiện dự án này trước. Resort tổng hợp. Năm ngoái chúng ta đã mua một mảnh rồi. Mảnh đất đó có thể dùng để xây dựng resort tổng hợp lớn nhất Hải Châu. Đúng rồi, ba, xem chỗ này. Chính là chỗ này. Chỗ có màu xanh này, bao gồm cả vườn hoa mà Thanh Linh đang ở. Bản kế hoạch này Thiên Lãng nhất định phản đối. Ba, con đã mời luật sư Trần đến cơ quan quản lý điều tra chi tiết rồi. Thời hạn thuê vườn hoa của bọn họ đã sớm hết rồi. Họ hoàn toàn không gia hạn. Như vậy coi như là tự động từ bỏ mảnh đất này rồi. Hơn nữa Thanh Linh đã sớm thế chấp hợp đồng thuê vườn hoa cho chính thái chúng ta rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua trình tự pháp luật để lấy mảnh đất này. Vậy con nói xem Thiên Lãng phải làm thế nào? Chúng ta chỉ cần gạt Thiên Lãng ra là được rồi. Không có Thiên Lãng gây chuyện, dự án này nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Đến lúc đó hai đứa nó cũng đã chia tay rồi. Chắc chắn không bao lâu Thiên Lãng cũng sẽ quên người phụ nữ này thôi. Được, bản kế hoạch này giao cho con và Đinh Hải tiến hành. Nhất định là phải làm theo đúng trình tự của pháp luật đấy. Cảm ơn ba. Thiên Lãng à, con không chuyên tâm lo chuyện nhà băng, thật khiến ta quá thất vọng. Vẫn đều sắp xếp cho con ra nước ngoài chữa bệnh trước vậy. Thanh Linh, ai bảo cô không gia hạn hợp đồng chứ? Chuyện này không thể trách tôi rồi. Tại cái cô đoàn Thiên Lãng, sao lại có mùi hương Vĩnh Hằng chứ? Hơn nữa bà ấy cũng biết Hân Hân. Bà nội cũng vì chuyện của mình mà đi tìm bà ta. Không lẽ hai người họ lúc trước có quen biết nhau sao? Alo, em đang bận. Có chuyện gì không? Anh đang ở trước cửa nhà em đây. Ra đây đi. Nếu em không chịu ra đây, vậy anh chỉ có thể gọi điện cho bà nội rồi. Alo, alo. Sao lại đến đây? Lấy anh đi. Biểu cảm gì vậy? Không phải. Anh nói gì vậy? Anh nói bảo em lấy anh đi. Anh chẳng đầu chẳng cuối gì, ở đây cùng hôn gì vậy chứ? Đây là... anh muốn đi đâu vậy? Đã ra ngoài rồi. Anh có thể một lần nói rõ ràng cho em được hay không? Không phải đã cãi nhau với người nhà rồi đấy chứ? Sau đó anh bỏ nhà ra đi. Là thật sao? Anh muốn bỏ nhà ra đi cũng phải bàn bạc trước với em một chút chứ. Vậy còn em thì sao? Em gặp dì Tô Nam, sao không nói với anh một tiếng nào? Cũng chẳng phải lần đầu, em đã quen rồi. Nhưng mà anh, lần đầu tiên anh bỏ nhà đi có phải không? Thanh Linh, xin lỗi em. Đều tại anh mới khiến em phải chịu nhiều ấm ức như vậy.
Bây giờ anh đã bắt đầu hiểu tại sao bà nội lại phản đối việc hai chúng ta bên nhau rồi. Em còn chưa đồng ý ở bên anh nữa mà. Bớt mạnh miệng đi. Nếu như em không muốn, tại sao không đồng ý với dì Tô Nam rời xa anh chứ? Thanh Linh, tâm tư của em anh hiểu. Sau này hãy để hai chúng ta cùng nhau đối diện được không? Nếu hai đứa ở bên nhau, Thiên Lãng sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Thanh Linh, Chúng ta vẫn nên làm bạn thôi. Như vậy cả hai người đều cảm thấy nhẹ nhàng. Đúng là nhẹ nhàng, nhưng mà anh không vui. Hơn nữa anh cũng biết em nói những lời này không phải lời thật lòng. Anh biết sao? Đương nhiên là anh biết, bởi vì anh ở trong tim em mà. Đừng sớm nữa, đi, mau về nhà. Cảm ơn gì chứ? Cảm ơn em cho anh tá túc. Em chưa nói là cho anh ở lại mà. Anh mau đi đi, Thanh Linh. Bây giờ anh không có nhà để về, không đường để đi nữa rồi. Hơn nữa trời sắp tối rồi. Lẽ nào em để anh cô đơn lẻ loi một mình ngủ ngoài đường hay sao? Rất thảm đó. Nhưng mà vậy nếu để bà nội biết được, anh chết chết đó. Anh bảo đảm anh sẽ như con chuột vậy, cẩn thận hết sức, không để bà nội phát hiện đâu. Là anh nói đó. Đảm bảo. Đợi chút. Thế nào? Ăn chậm một chút. Ngon thật đó. Còn ngon hơn cả thức ăn mà bếp trưởng của khách sạn anh nấu nữa. Và anh đút em đi. Thêm miếng nữa nào. Bà nội, ăn ngon quá nhỉ. Bà nội, con... Thế này là có ý gì đây? Con muốn chuyển tới đây ở sao? Con... Bà nội à, nếu như bà không đồng ý, bây giờ con sẽ đi ngay. Đợi một chút. Có chuyện gì vậy? Nếu cậu là trường hợp đặc biệt, ta có thể miễn cưỡng để cậu ở lại một buổi tối. Có điều không có lần sau nữa đâu. Bà nội à, bà nội, con cảm ơn bà. Con biết bà thương con nhất mà. Cảm ơn bà nội. Được rồi, đúng là không có tiền đồ gì cả. Anh Linh, con bao thu dọn phòng khách một chút, ở tạm đó vậy, để cô ấy ở lại một đêm đi, không miễn cưỡng. Anh Linh, mau về phòng con đi, con biết rồi. Ăn xong, nhớ rửa sạch bát cho ta đó. Bà yên tâm, con nhất định sẽ rửa. Thanh Linh, nói như vậy bà nội đồng ý chúng ta rồi. Trường Nhạc, rốt cuộc mẹ nên làm thế nào đây? Tuy chúng không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao cũng là anh em trên danh nghĩa. Tại sao sự việc lại trở nên phức tạp như vậy chứ? Anh dậy lúc nào vậy? Không nhìn thấy anh nhắm mắt. Đang đợi công chúa Bạch Tuyết của anh sao? Không cho anh thức dậy sao? Thanh Linh, cô ấy còn chưa dậy sao? Dậy rồi ạ. Mau dậy đi. Đã ăn no chưa vậy? Anh đi làm đi. Em phải ở nhà ngoan đó. Đi đường cẩn thận. Anh cười gì vậy? Em có cảm thấy chúng ta giống như vợ chồng mới cưới không? Đơn nương tiễn người chồng yêu quý của cô đi làm. Anh đừng tự sướng nữa.
Em cũng không nói sẽ lấy anh mà. Thanh Linh, rõ ràng em biết anh rất nghiêm túc, đừng có trêu chọc anh nữa có được không? Không có, em chỉ là... Vậy em nói với anh, em có thích anh không? Cho dù chỉ là một chút, em... Anh biết mà. Vậy bây giờ em đảm bảo với anh, bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, em cũng không từ bỏ, quyết tâm ở bên cạnh anh. Chuyện này em không dám đảm bảo. Vậy anh đảm bảo với em, đối với em, anh sẽ dốc hết sức mình. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đã là người yêu rồi. Anh đã vào phòng làm việc rồi. Yên tâm đi, biết rồi. Tâm trạng rất tốt đó. Lát nữa anh sẽ liên lạc với em. Phó chủ tịch, sao ngài lại đến đây? Tối qua con ở đâu vậy? Đừng nghĩ con bỉ ổi như vậy. Là con có thành kiến quá sâu với ta rồi. Chuyện này chẳng phải một mình con gây nên. Chuyện này tạm thời ta không quan tâm. Chúng ta vẫn nên nói đến bệnh tình của con đã. Đi Mỹ khám bệnh. PAS là nơi trị liệu tiên tiến của nước Mỹ. Hơn nữa từ khi con trở về đã ngất mấy lần. Vì vậy bệnh tình của con cũng không thể kéo dài thêm nữa. Hãy tiến hành một liệu trình trị liệu trước đi. Không có sức khỏe tốt sao có thể cãi nhau với ta chứ. Vì vậy ba muốn con đi. Gần đây các cổ đông đều đang lo lắng sức khỏe của con, không thể đảm nhiệm công việc được. Con vẫn nên đi chữa bệnh đi. Bảo bọn họ hãy yên tâm 100% đi. Sao bây giờ mới đến vậy? Đã sắp không kịp thời gian nữa rồi, anh còn nói nữa. Chúng ta không thể chia tay nhau cẩn thận rồi. Có chuyện gì? Sao lại đi vội như vậy? Không còn cách nào khác. Về chuyện bệnh tim của anh, đã làm xong kế hoạch điều trị rồi. Bà nói rất lâu, anh mới đồng ý đó. Vậy khi nào anh sẽ về? Nhanh thì nửa tháng, dài hơn chắc là một tháng đó. Hơn nữa trong thời gian điều trị không thể liên lạc với em được. Anh yên tâm, em đợi anh khỏe mạnh trở về. Hóa ra em yêu anh như vậy. Em... Đừng có phủ nhận. Hành Linh à, anh muốn em ghi nhớ khoảnh khắc tiếp theo đây. Hành Linh, Hành Linh, em có đồng ý lấy anh không? Anh mau đứng lên đi, bọn người đang nhìn kìa. Chẳng phải em chia lời cầu hôn hôm qua của anh không thành ý sao? Bây giờ đã đủ thành ý rồi phải không? Mau xem kìa, mau xem kìa. Hành Linh, anh yêu em, hãy lấy anh nhé. Đồng ý đi. Lấy anh đấy, lấy anh đấy, lấy anh đấy. Lấy anh đấy, lấy anh đấy, lấy anh đấy. Cạn ly. Một ngụm là được rồi, anh làm gì vậy? Không được phép uống nữa, bà bầu à. Thật là mất hứng. Chuyện vui như vậy phải uống rượu chúc mừng một chút chứ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Không thể vui mừng quá sớm được. Chỉ cần chúng ta làm tốt dự án khu nghỉ dưỡng, liền có thể nhận được sự tán đồng của ba. Không chỉ ba, trong đội bộ cả tập đoàn Đoàn Tuyết Tinh Em chính là đại công thần. Bà xã xinh đẹp giỏi giang của anh, anh gửi lời chúc mừng sớm. Em trở thành chủ nhân tiếp theo của tập đoàn Chính Thái. Tập đoàn Chính Thái.
Tôi có lúc em cũng mơ tưởng một chút, nhưng dù sao Tư Hãng mới là con trai. Nếu là một đứa con trai không thành tài, ba sẽ giao tập đoàn cho cậu ấy sao? Dù sao cũng không dễ dàng như thế. Đương nhiên là không dễ như thế. Con đường sau này vẫn còn rất dài. Có điều em yên tâm, anh xin thề nhất định sẽ giúp đỡ Đoàn Tuyết Tinh cả đời này. Vì đứa con trong bụng của chúng ta, chúng ta nhất định phải cố gắng. Được sinh ra trong nhà họ Đoàn, nó đã không phải lo cơm áo gạo tiền rồi. Nếu như Thiên Lãng có con thì sao? Em chắc không muốn con của em giống như em, không nhận được sự tán dương của ba và cả những người khác nữa. Tuyệt đối không được. Tuyết Tinh, một khi em trở thành người đứng đầu chính thái, con của chúng ta mới có thể có khả năng là người kế nghiệp của chính thái được. Đúng vậy. Vì con, em nhất định phải giành lại chính thái. Hợp đồng thuê nhà không phải thay đổi chủ, giấy nợ. Hoa Thanh Linh, hóa ra cô nợ Thiên Lãng nhiều tiền đến vậy. Thanh Linh, lần này tôi có thể khiến cô rơi xuống đáy rồi. Bà nội, ăn trứng gà đi. Cái nhẫn trên tay con là thế nào vậy? Bà nội, bà nội, con đã nhận lời cầu hôn của Thiên Lãng rồi. Sao con lại không nghe lời bà vậy? Bà nội, hai chúng con thật lòng yêu thương nhau, thật lòng yêu thương. Con và Đinh Hải có phải thật lòng yêu nhau không? Bà nói con nghe, Thanh Đinh, không nghe lời người lớn sẽ phải chịu khổ. Con có biết không? Con cũng không bàn bạc lại với bà một chút, đã nhận nhẫn của người ta rồi. Bà nội, Đinh Hải và Thiên Lãng, hai người bọn họ không có giống nhau. Không giống nhau. Một người lớn lên từ nghèo khổ, một người lại không biết khổ như thế nào. Bà nói con nghe, hai người bọn họ đều không thích hợp với con. Nhưng mà bà nội, con đã đồng ý với Thiên Lãng rồi, con sẽ không do dự đâu. Bà nội, cho dù bây giờ bà không chấp nhận chúng con, vậy hai chúng con nhất định sẽ nỗ lực cho đến khi bà chấp nhận hai chúng con. Cô Thanh Linh à, có người muốn giở vườn hoa của chúng ta đó, cô mau ra xem đi. Sao cơ? Các người làm gì vậy? Bọn họ thông báo tôi có thể săn bằng chỗ này, chúng tôi mới tới đây. Tại sao phải săn bằng? Chúng tôi không nói phải hủy vườn hoa mà, chúng tôi sống ở đây mà. Không đúng, thủ tục của chúng tôi đã đầy đủ rồi. Không chỉ chỗ các cô, đến khu chính thái đã mua lại quyền sử dụng đất hết cả rồi. Chính thái bọn họ mua chỗ này để làm gì chứ? Để xây dựng khu nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng? Chính quyền nhân dân khu Tính Nghĩa, thành phố Hải Châu. Sao mình lại quên mất một chuyện quan trọng như vậy chứ? Bà nội à, các người đừng làm vội, ở đây đợi một chút nhé. Đừng làm gì đó, đừng làm gì. Bà nội à, bà đang tìm gì vậy? Bà nội tìm gì vậy để con tìm giúp bà? Bà nội à, bà tìm gì vậy? Đây là gì thế? Đúng rồi, đúng là cái này, con giúp bà. Để con. Đúng đúng, chính là nó. Cái này. Là cái này sao? Đúng vậy, chính là cái này. Thông báo hết hạn hợp đồng, không gia hạn hợp đồng, coi như từ bỏ xử lý trước ngày 10 tháng 5. Bây giờ đã qua 1 tháng rồi.
bà nội làm thế nào bây giờ? Trời ơi, bà nội à, mau đi, mau lên, đi tìm Chính Thái. Tìm Chính Thái làm gì cơ chứ? Không, 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 đi, mau đi tìm Thiên Lãng. Đi tìm Thiên Lãng, Thiên Lãng không ở trong nước, mau đi. Vậy hãy gọi, vậy hãy đi, đi tìm Thiên Hải, mau đi. Bà nội, bà không sao chứ? Đừng lo cho bà, con mau đi đi. Được, được. Trời ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Phượng hoa của mình không giữ được nữa rồi. Phượng hoa, Trường Nhạc, không phải con đến tìm mẹ trong thời điểm này đấy chứ? Phượng hoa sắp không giữ được nữa rồi. Tương lai sau này của Thanh Linh mẹ còn chưa kịp sắp xếp. Đinh Hải, Đinh Hải à, sao lại đến đây? Quyết định sắp ra rồi, anh có biết thì Chính Thái mua lại Phượng hoa không? Anh có nghe nói là kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng tổng hợp của Chính Thái. Vậy tại sao anh không nói với em sớm hơn? Anh, lúc trước không phải em trực tiếp thảo luận sao? Không có bất kỳ người nào nói với em chuyện này hết. Có thể nói với ba vợ anh một tiếng được không? Bảo bọn họ đừng dỡ Phượng hoa của em. Dự án này tiền đầu tư tới vài trăm triệu, đình công một ngày cũng lãng phí tiền của bọn họ, sao không đồng ý đâu? Nhưng mà em không đồng ý làm như vậy mà. Thủ tục hợp đồng của dự án khu nghỉ dưỡng toàn bộ đầy đủ trình tự pháp lý, không có gì vi phạm cả. Nghe nói là bọn em từ bỏ cơ hội vàng hợp đồng, như vậy mới đến được Chính Thái mà. À Hải, anh có thể nghĩ cách giúp em được không? Có thể. Dù anh không biết chuyện gì, nhưng anh nghĩ Phượng hoa không giữ được đâu. Không được. Đối với em mà nói, Phượng hoa là thứ quan trọng nhất. Em không thể không có nó. Còn có bà nội nữa, Phượng hoa là tâm huyết cả đời của bà. Dù mà em cần suy nghĩ bây giờ không phải là Phượng hoa, mà là cuộc sống của em và bà nội sau này. Đinh Hải. À Hải à, lần này tôi không vu oan cho cô phải không? Tại sao lại đến làm phiền chồng của tôi? À Hải, có thể nói cho em biết người phụ trách là ai không? Đưa em đi gặp người đó có được không? Chính là cô ấy, Đoàn Tuyết Tinh. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Được thôi, anh đi làm việc trước đi. Đã đến lúc hai chúng ta phải nói chuyện với nhau rồi. Đi theo tôi. Nói đi, lần này lại là vì cái gì mà đến tìm chồng tôi? Đừng hiểu lầm, tôi đến để nói với cô về chuyện Phượng hoa. Cô chính là người phụ trách bản dự án khu nghỉ dưỡng. Có gì dạy bảo? Các cô hoàn toàn không nói với tôi về việc thu mua. Đất đai là của chính quyền sở tại, không phải của cá nhân cô. Không cần phải nói chuyện mua bán với cô phải không? Nhưng mà tôi cũng không đồng ý kết thúc hợp đồng thuê đất mà. Cô có hợp đồng thuê đất sao? Tôi đương nhiên. Có điều bây giờ nó không nằm ở chỗ tôi. Khi các người từ bỏ việc gia hạn hợp đồng, trước khi chúng tôi ký kết hiệp ước với chính phủ, hợp đồng thuê đất của cô đã bị báo vế trước sự chứng kiến của luật sư rồi. Chính Thái của chúng tôi đã ký kết kế hoạch xây dựng đặc khu phát triển kinh tế. Thanh Linh, xin cô đừng có ngăn cản sự phát triển của xã hội. Tôi không đồng ý. Tôi sẽ không để cho các người đuổi chúng tôi ra khỏi Phượng hoa như vậy. Là các người tự mình đưa ra quyết định. Chính Thái đường đường chính chính, không ức hiếp bất kỳ ai. Tôi sẽ đi tìm luật sư. Tôi sẽ đi tìm luật sư, sẽ kiện các người bằng luật pháp. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Cầm đi. Chỉ 80.000 sao? Cô muốn dùng 80.000 để đổi lấy tâm huyết bao nhiêu năm nay của tôi và bà nội? Đương nhiên không chỉ là 80.000. Có điều ở đây tôi đã trừ đi số tiền cô nợ Thiên Lãng rồi. Đương nhiên còn bao gồm tiền lãi nữa. Đúng rồi, đây là giấy nợ, cô cầm đi. Cô và Thiên Lãng kết thúc rồi. Đoàn Thiên Lãng mới là chủ nợ của tôi. Cô dựa vào đâu mà làm như vậy? Tôi là chị gái của cậu ấy. Tôi sợ cô không trả được nợ. Tôi lo em trai của tôi phải chịu thiệt, nên thay nó thu lại tiền trước. Không được sao?
bắt máy đi. Sao lại không gọi được chứ? Thiên Lãng, khi nào thì anh mới về đây? Trường Giang, mẹ sợ không được rồi. Vườn hoa không còn nữa, mẹ chỉ có thể giao phó Hân Hân cho Tô Nam thôi. Dù sao Hân Hân cũng là cốt nhục của cô ta. Mẹ tin nó nhất định sẽ giúp đỡ Hân Hân. Sao không đứng nhìn Hân Hân không có gì cả? Bà nội, sao bà lại tới đây? Ta đến tìm Tô Na. Bà mang cái này đến để làm gì? Đi, Đinh Hải, mau gọi Tô Nam ra đây. Bà điên rồi. Bà muốn đưa báo cáo giám định tai nhi cho Tô Nam sao? Tại sao bà nhất định phải không buông tha cho cháu? Bà hại chết cháu thì có lợi gì cho bà và Thanh Linh chứ? Bà tưởng rằng như vậy thì có thể giúp cho Thanh Linh và Thiên Lãng sao? Bà già hô đồ rồi, đưa cho ta. Đinh Hải à, đưa cho ta. Bà nội, cháu nói cho bà biết cô làm cái gì. Nếu lần sau bà còn giỡn trò nữa, cháu sẽ không khách khí với bà nữa đâu. Báo cáo của tôi. Lệ Lệ, sao lại như vậy chứ? Bà nội, vẫn chưa kết thúc phẫu thuật, đừng có lo lắng. Sao bà lại, trở thành như thế này chứ? Hôm nay bà nội đến nhà họ Đoàn. Sao cơ? Bà nội được phát hiện ở cổng nhà họ Đoàn. Không phải bà đi tìm Đinh Hải đấy chứ? Không thể nào đâu, bà biết là mình đi tìm Đinh Hải mà. Vậy bà nội đến nhà họ Đoàn để làm gì? Rõ ràng là biết Đoàn Tiên Lãng không ở nhà. Bà cũng không quen biết những người khác của nhà họ Đoàn mà. Anh Linh đừng có lo lắng nữa. Ra rồi, ra rồi. Từ từ, bà nội. Bà nội thế nào rồi? Bà nội, bởi vì tác động mạch nên đã bị trúng gió. Có lẽ bình thường vì quá lo toan, áp lực lớn mới dẫn đến. Thêm vào đó sức khỏe của bệnh nhân vốn dĩ đã không tốt lắm, là không dùng thuốc đúng thời gian. Tuổi tác cũng đã lớn rồi, vì vậy một khi đã phát bệnh liền vô cùng nghiêm trọng. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Có điều phải xem khi nào mới tỉnh lại được. Thanh Linh à, đi thôi. Bà nội, bà tỉnh lại đi có được không? Sau này con sẽ không khiến cho bà phải tức giận nữa. Bà đừng bỏ lại con. Nếu không có bà, một mình con sống thế nào đây? Thanh Linh à, bà nội đã đỡ chút nào chưa? Sao cậu lại như vậy? Cậu vẫn ổn chứ? Không ổn. Đều tại mình. Trong nhà sẽ đang nhiều chuyện như vậy, sao lại có thể ổn chứ? Sao cậu lại về rồi? Không phải cậu đang ở Mỹ sao? Mình vừa về. Sao cậu biết mình ở đây? Mình đến vườn hoa tìm cậu. Mình mang cho cậu một ít quần áo để thay. Thanh Linh, cậu đừng buồn quá, còn có mình mà. Bây giờ mình không còn nhà để về rồi, không ai giúp được mình cả. Thanh Linh, mình đã nhờ người chuyển đồ của cậu từ chỗ vườn hoa đến nhà trọ rồi. Mình còn chưa nói với cậu, mình đã giúp cậu thuê một phòng trọ nhỏ. Sau này cậu và bà nội cứ ở đó đi. Mình còn nhờ người sắp xếp đơn giản rồi, có lẽ là kiểu mà cậu thích. Đây là địa chỉ và chìa khóa. Sang Sang, mình không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa.
Nói cảm ơn gì chứ, chúng ta là chị em tốt mà. Hơn nữa, nếu cậu thật sự muốn nói cảm ơn mình cũng phải cảm ơn cậu nữa. Cậu đã đồng ý với mình sẽ không gặp lại Thiên Lãng nữa. Chuyện này đối với mình mà nói là ân huệ lớn nhất rồi. Mình làm những chuyện này chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Sau này cậu định sẽ thế nào? Sang Sang, có chuyện này mình cần phải nói với cậu. Chuyện gì vậy? Mình đã nhận lời cầu hôn của Thiên Lãng rồi. Thanh Linh, sao cậu lại như vậy? Cậu đã hứa với mình thế nào? Cậu là kẻ lừa đảo. Sang Sang,